đôi nét về diễn viên Thúy Diễm. Diễn viên Thúy Diễm sinh ngày 8 tháng 7 năm 1986, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thúy Diễm, là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Xuất thân trong một gia đình không khá giả, từ nhỏ Thúy Diễm đã thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ cô thì cũng thường xuyên phải đi làm ăn xa, nên hầu như Thúy Diễm ở cùng với bà ngoại và em trai. Dù sinh ra ở Sài Gòn và từ nhỏ đã có mơ ước làm diễn viên, nhưng gia cảnh túng thiếu, không cho phép cô bước chân vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh để được đào tạo nghệ thuật một cách chính quy. Tốt nghiệp trung học, cô phải đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình nuôi em. Cô học quản trị khách sạn và có một công việc ổn định, nhưng mong muốn được đứng trước ống kính vẫn là nỗi khao khát khôn nguôi với cô. Qua giới thiệu của một người quen, Thúy Diễm ứng thí vai trò người mẫu ảnh cho một số tạp chí thời trang và có cơ hội bước chân trên sàn catwalk, từ đây bén duyên với nghề diễn. Năm 2007, cô tham gia cuộc thi ảnh do Sunplay tổ chức, cô đã xuất sắc giành được danh hiệu Miss Sunplay. Với lợi thế về chiều cao và thân hình đẹp, Thúy Diễm đã được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng và xuất hiện trên nhiều tạp chí khác nhau. Sau đó, cô đã nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo, cũng như trình diễn trong những bộ sưu tập thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng. Sau này cô lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy và cô đã bén duyên với phim ảnh chỉ hơn 6 tháng, nhưng đã bỏ túi 2 vai thứ chính và 3 vai chính trong 5 bộ phim truyền hình. Năm 2009, lúc 23 tuổi, cô bắt đầu chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim Sóng Tình. Cũng trong năm này, cô nhận được vai diễn trong Mùa Thu Đi Một Nửa. Đây là hai bộ phim đánh dấu bước đệm đến với diễn xuất của Thúy Diễm. Đến năm 2010, Thúy Diễm gây ấn tượng với khán giả qua phim Vịt Kêu Đồng, là một bộ phim truyền hình dài tập do Lê Phương Nam làm đạo diễn. Vịt Kêu Đồng xoay quanh cuộc sống của những người nông dân nghèo khắc khoải theo tiếng vịt kêu đồng. Đạo diễn Phương Nam vốn kỹ tính nên yêu cầu các diễn viên phải thật thấm nhân vật của mình. Để vào vai nông dân vùng sông nước, việc trước tiên là các diễn viên trẻ phải học chèo ghe và chăn vịt. Với Thúy Diễm, áp lực càng lớn, xuất thân là người mẫu, những vai cô từng thể hiện đều cao sang, quần là áo lượt, cho nên để chuẩn bị cho vai chủ tịch xã, Thúy Diễm đã sắm thật nhiều áo bà ba quần đen ống bự và tập đi đứng tạo hình giống gái quê. Năm 2011, Thúy Diễm tham gia vào phim truyền hình dài 30 tập mang tên Cuộc Vượt Ngục Thần Kỳ của đạo diễn Lê Đức Tiến. Đây được xem là dự án phim lớn, tái hiện một phần những năm tháng gian khổ hào hùng trong lịch sử đấu tranh tại ngục tù Côn Đảo của những người tù cộng sản. Năm 2012, cô tham gia vào phim Trái Tim Hoa Hồng dài 34 tập do đạo diễn Xuân Phước thực hiện, có sự tham gia của các diễn viên Thúy Diễm, Diệp Bảo Ngọc, Hà Chí Quang và Thành Đạt. Những năm tiếp theo, Thúy Diễm tham gia vào một số phim nổi bật như Danh Giới Tình Yêu năm 2013, Phận Đàn Bà năm 2014, Nhịp Sinh Tử năm 2015, Chạm Vào Danh Vọng năm 2016, Gạo Nếp Gạo Tẻ năm 2018, Gia Đình Là Số 1 năm 2019, Mẹ Ghẻ năm 2020, Chống Lại Số Phận năm 2021. Và gần đây là phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim năm 2024. Và một bộ phim điện ảnh, Con Cám, là phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại kinh dị, được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám, ra mắt vào năm 2024. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trần Hữu Tấn sau phim Kẻ Ăn Hồn. Tính đến nay, cô đã tham gia rất nhiều phim qua từng năm, cả phim truyền hình cũng như phim điện ảnh. Cô trở nên quen thuộc trên màn ảnh và được nhiều khán giả Việt yêu mến, sự nghiệp của cô ngày càng thành công, khi mà khả năng diễn xuất của cô được đánh giá là chân thật khi vào vai nhân vật mà cô thể hiện. Minh chứng đó là cô nhận được nhiều giải thưởng cá nhân như Diễn viên Triển Vọng năm 2013, Giải Mai Vàng năm 2015, Giải Ngôi Sao Xanh ở hạng mục nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Thúy Diễm đã dần dần thay đổi phong cách thời trang cũng như chăm chút về ngoại hình của mình hơn, không còn là một cô gái quê có làn da ngăm đen. Giờ đây, Thúy Diễm đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Cô theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, thay đổi màu tóc và kiểu tóc cho phù hợp với xu hướng và trang điểm nhẹ hơn trước. Về đời tư của nữ diễn viên, sau khi công khai hẹn hò với nam diễn viên Lương Thế Thành, Thúy Diễm cũng được nhiều người quan tâm hơn.
quen nhau sau khi đóng phim chung. Thùy Diễm và Lương Thế Thành đã công khai tình cảm, kết hôn vào ngày 12 tháng 4 năm 2016. Trước đó, cả hai từng có cơ hội hợp tác trong 3 bộ phim Trái Tim Hoa Hồng, Rau Muống Tháng 9 và Ranh Giới Tình. Việc công khai tình cảm đã giúp cả hai nhận được nhiều lời mời đóng phim chung. Thùy Diễm đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc trong nghề diễn viên bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Cô và chồng Lương Thế Thành đã cùng nhau vượt qua những sóng gió trong showbiz để giữ được tình cảm và gắn bó bền chặt. Hiện tại cặp đôi đã có cuộc sống viên mãn cùng cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!